Hello anh em, ngày hôm nay là ngày 21 tháng 5. Thì sau một thời gian rất là dài, tôi không thể làm YouTube được tại vì tôi bị stuck lại vì rất là nhiều lý do và bị ảnh hưởng dịch nữa. Thì cuối cùng finally ngày hôm nay đã có mail chính thức kêu mình đi phỏng vấn rồi. Thì mình sẽ quay lại cái hành trình đi phỏng vấn vào công ty Vietjet của mình. Xin chào lại đến với channel của mình. Welcome back to my channel guys. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì rất lâu rồi, rất là lâu rồi tôi không làm một cái video nào để up lên YouTube cho mọi người xem hết. Và có rất nhiều bạn rất là thương luôn. Các bạn đó nhắn tin cho mình, inbox cho mình hỏi là mình có vấn đề gì à, hay là mình có bị làm sao không mà không ra một cái video nào cho mọi người hết. Mọi người đang rất là ngóng chờ, đang rất là mong chờ anh nè, bạn nè. Đấy, thế nên là tôi cũng biết chứ, tôi cũng buồn lắm khi mà không làm được cái video nào cho mọi người hết. Tại vì suốt nửa năm qua tôi phải làm công việc riêng của mình là cái thứ nhất, và cái thứ hai là tôi phải chuẩn bị các giấy tờ hồ sơ thi cử này nọ để cho kịp tiến trình, kịp tiến độ để phỏng vấn vào hãng hàng không. Thì sau 6 tháng các bạn chờ đợi thì tôi sẽ ngày hôm nay cái video này á sẽ chia sẻ cho các bạn biết là tôi nộp đơn như thế nào này, tôi đi thi như thế nào này, có những vòng như thế nào này, cần chuẩn bị những cái gì này. Thì ngày hôm nay tôi sẽ nói từng bước một nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với 5 vòng đầu tiên để bước chân vào công ty hàng không Vietjet và trở thành phi công của Vietjet đây. Đầu tiên sẽ là vòng kiểm tra hồ sơ của các bạn, tất cả những hồ sơ đã các bạn có. Vòng thứ hai sẽ là vòng adapt test. Vòng thứ ba là vòng thi tiếng Anh hàng không. Và vòng thứ tư là vòng sim screening, là vòng bay sim. Vòng thi cuối cùng là vòng phỏng vấn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào detail. Ok guys, vào chi tiết nè. Ok, trước khi mình đến với lại cái video mà các bước tôi phỏng vấn như thế nào, thì trước tiên tôi muốn giới thiệu cho mọi người how to apply, có nghĩa là làm cách nào để nộp hồ sơ và làm cách nào để mình biết là công ty hàng không đó có tuyển dụng hay là đang không tuyển dụng. Ok, thì mời mọi người vào đây. Đây, mọi người vào cái máy tính này này. Đấy, đầu tiên nếu mà mọi người muốn vào đâu thì mọi người cũng phải vào cái trang chủ của công ty. Thì công ty mà tôi apply là công ty Vietjet Air. Và mọi người như này nè, careervietjetair.com này, thì lên mọi người search một phát là ra ngay. Sau đó thì mọi người bấm vào chữ ô job này nè. Ô job này thì nó sẽ hiện ra tất cả các mục mà công ty hàng không Vietjet đang tuyển dụng. Có rất là nhiều nhân viên tài liệu, nhân viên các kiểu. Xong chúng ta sẽ vào cái chỗ mà ô job này nè. Thì ở đây có cái mục pilot, thì chúng ta sẽ bấm vào mục pilot này để xem là pilot đang tuyển dụng không. Thì hiện tại đến cái thời điểm bây giờ thì Vietjet đang tuyển dụng A3 học viên A320 Star Rating và Captain và First Officer của A330 và 330 của Captain. Đấy, thì mọi người sẽ apply vào đây, apply now, là mọi người sẽ scan hồ sơ vào đây rồi tất cả mọi thứ vào trong đây luôn. Đó là cách mà vòng đầu tiên. Vòng đầu tiên đó là vòng kiểm tra hồ sơ. Thì theo như mọi người đã biết thì hồ sơ của bạn phải cực kỳ chỉnh chu và không có một lỗi sai phạt nào. Từ những cái bằng cấp, từ những cái certificate, từ những cái license, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giờ bay một, các bạn đều phải chuẩn đét con đẹp. Một là dư, hai là đủ, chứ các bạn không được phép thiếu. Tôi lấy ví dụ điển hình như thế này. Nếu mà cái bằng cấp của các bạn á, tại vì chúng ta sẽ có một cái là license và một cái gọi là certificate. Nếu mà certificate và là cái chứng nhận á, cái certificate là cái chứng nhận và cái license là cái bằng cấp của bạn mà bị lệch ngày, thì đồng nghĩa với việc là các bạn không được xét duyệt ở Việt Nam. Có nghĩa là các bạn, người ta sẽ xem đó là một cái giấy tờ fake và nó không có hiệu lực tại vì sai ngày. Chẳng hạn như ngày kết thúc của tôi là ngày 19 tháng 6 đi, mà cái chứng chỉ của tôi là ghi ngày 19 tháng 6, nhưng mà trong cái bằng cấp của tôi lại ghi ngày 17 tháng 6 là không được, là toang, là các bạn phải đi cấp lại, là các bạn phải đi qua nước ngoài, các bạn phải xin cấp lại. Thế nên là trong suốt quá trình đào tạo các bạn, tôi khuyên các bạn một điều rằng khi mà các bạn nhận được license hoặc là khi mà các bạn nhận được certificate thì các bạn phải kiểm tra ngày giờ xem có đúng chính xác với nhau hay không. Các bạn phải scan xem có đúng y chóc hay không. Nếu mà không đúng y chóc thì phải nói nhà trường để nhà trường làm lại. Tại vì các bạn đều phải biết là không có cái gì mà hoàn toàn chính xác cả. Người ta phải có sai sót của người ta, và tôi đã gặp rất nhiều trường hợp phải đi làm lại rồi. Và tôi
cũng là một trong số đấy, thế nên tôi rất hiểu cảm giác. Thế nên là mình kỹ lưỡng ngay từ đầu, mình chỉnh chu ngay từ đầu thì hồ sơ các bạn sẽ không bao giờ có vấn đề gì. Và cái thứ hai, đây nhá, đây là cái bằng cấp mà tôi đã đổi được này. Tôi đã đổi được ở Việt Nam. À, cái mặt đẹp trai không? Có lá cờ Việt Nam trên này này. Đấy, đấy là bằng lái máy bay của tôi. Cái bằng, cái giấy tờ quan trọng thứ hai của bạn đó là Pilot Logbook. Cái Pilot Logbook này là cái nhật ký giờ bay của phi công. Thì tất cả các phi công đều phải ghi giờ bay vào đây và được xác nhận bởi một là công ty, hai là nhà trường, ba là cục hàng không. Đấy, tôi á, các bạn thấy nhiều, rất là nhiều luôn. Thì cái giờ bay của bạn, một là các bạn phải dư giờ, hai là các bạn phải đủ, chứ các bạn không được phép thiếu. Kể cả các bạn mà thiếu có một giờ bay thôi, các bạn cũng phải đi bay lại, hoặc là các bạn tìm cách nào đó để các bạn qua nước ngoài, hay là các bạn qua trường của bạn để bay lại. À, khát nước quá, lâu lắm rồi mới ngồi chia sẻ với anh em kỹ như thế này. Thế nên là các bạn không được phép sai. Thế nên là một lần nữa tôi khuyên các bạn, thà mình kỹ lưỡng ngay từ đầu, mỗi ngày bay các bạn đều ghi, còn đỡ hơn là sau này các bạn bị thiếu giờ bay nào là các bạn chết giờ bay đấy nhá. Tôi nói thật với các ông kỹ đi, không có mất ai đâu. Tại vì tôi là một thằng rất là bừa bộn, nhưng mà đối với những cái giấy tờ quan trọng như này tôi không thể bừa bộn được các ông ạ. Mỗi ngày bay xong tôi đều ghi, đáp xuống một phát tôi ghi, kể cả 30 phút bay tôi cũng ghi 30 phút bay vào. Có nghĩa là làm đầy đủ thì không có vấn đề gì hết. Còn nếu mà các bạn ông chỉ cần sai một chút thôi thì sẽ có sự hoài nghi ngay. Thế nên là các ông, tôi khuyên các ông là đừng nên sai bất cứ một cái gì hết. Đó là phần, đó là về phần xét duyệt hồ sơ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần adapt. Hello, welcome back to my channel guys. Lâu lắm rồi tôi mới gọi lại với các ông. Thì như buổi tối ngày hôm qua tôi đã nói, thì ngày hôm nay tôi sẽ có một bài kiểm tra adapt online. Thì trong cái bài adapt này thì thực sự là sẽ không có thời nói chung là đây là bài screen đầu tiên. Còn bài này mà làm như thế nào á thì sau cái buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với ông. Còn bây giờ thì tôi sẽ ngồi đây để làm bài. Đến đúng giờ thì tôi sẽ vào, nhảy vào Zoom rồi bắt đầu làm bài với mọi người. Yes, đến với phần adapt test thì cái phần này tôi đã thi rồi và tôi có cảm nhận như là tôi không biết nữa, nhưng mà cái phần adapt test này nó rất là theo cái kiểu như là lối suy nghĩ của mọi người như thế nào á, tại vì có những cái câu hỏi là câu hỏi mở và nó sẽ không có câu trả lời. Thế nên mọi người cứ nghĩ sao thì mọi người trả lời như thế. Và có những câu hỏi lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Thế nên là tôi khuyên các ông đừng bao giờ trả lời một câu hỏi mà hai câu trả lời nhé. Ê! Đúng không nhỉ? Chết cha rồi, tôi đã ngu văn mà tôi còn thích chơi chữ nữa mọi người. Nói chung là câu hỏi sẽ được lặp đi lặp lại khá là nhiều lần và nó rải rác. Thế nên là mọi người phải để ý và mọi người đừng bao giờ mà trả lời lệch. Chẳng hạn như câu hỏi 1 các bạn trả lời là A, nhưng mà đến câu hỏi số 10 các bạn lại cũng câu hỏi đó nhưng các bạn lại trả lời lại B là chết rồi đó các bạn. Thế nên là trung thực là tuyệt đối. Trung thực, cứ trung thực đi. Làm sai làm đúng gì tôi cũng không biết như thế nào nữa. Tại vì tôi không biết cái hình thức nó như thế nào, tôi cũng không biết là nó sẽ chấm điểm theo như thế nào, nhưng mà nó sẽ có thang điểm chấm các ông là đậu hay là rớt. Đã có rất nhiều người rớt adapt rồi, cẩn thận nhé, trung thực là trên hết. À, lại khát nước rồi. Đến với phần thứ ba, đó là phần thi tiếng Anh. À sorry mọi người, cái phần adapt test á, thì nó sẽ mất khoảng đâu đó 3-4 tiếng làm của các bạn. Thế nên là hãy chuẩn bị đồ, hãy chuẩn bị nước uống để các bạn không bao giờ bị khát nước trong suốt thời gian làm việc nhé. Đến cái phần thứ ba, đó là phần Hello cả nhà. Ủa, tôi mới thi tiếng Anh xong phải không ạ? Tôi phải nói là cái môn tiếng Anh là cái môn mà nó khó chịu, dã man mà nó lâu, dã man mà còn không được đi vệ sinh nữa các ông ạ. Sợ thật sự, thế nên là sau này các ông nào đi thi ấy thì các ông nên đi vệ sinh trước đi. Thi 4, 5 tiếng, 6 tiếng cũng không được đi vệ sinh đâu các ông ạ. Trời đất ơi. Còn những cái bình luận và những cái mà tiếp chia sẻ thì tôi sẽ nói trong cái video giải đáp nhé. Ở đây chúng ta sẽ thi tiếng Anh của Hội đồng Anh. Hội đồng Anh sẽ gửi bài cho công ty và công ty sẽ đưa bài cho các bạn làm.
Và tôi cũng nói với mọi người là cái thời gian, thời điểm này là cái thời điểm dịch Covid-19 ở Việt Nam khá là phức tạp. Thế nên là mọi vòng thi nếu không thật sự cần thiết thì sẽ được thi ở nhà. Chỉ có một vòng thi duy nhất là mọi người phải lên công ty là vòng thi bay sim. Cái sim screening á thì tí nữa mình sẽ nói sau. Còn tiếng Anh này, scan document này, ADAPT này, tất cả sẽ được làm ở nhà. Kể cả phỏng vấn cũng sẽ được làm ở nhà. Mà mọi người đừng có mơ đến cái vấn đề cheating. Không bao giờ cheating được đâu. Tại vì camera sẽ set up thành camera 360 độ. Và mọi người sẽ được làm bài ở trên hệ thống của bọn họ ấy. Thì họ sẽ có những cái ấy mà protect, những cái security mà mọi người không thể lường trước được đâu. Thế nên đừng cố cheating. Tại vì thật ra cũng không có thời gian để mọi người cheating đâu. Tôi dám khẳng định mọi người như thế luôn á. Không có thời gian dư để các bạn cheating. Mà các bạn chỉ cần làm sót một câu thôi thì coi như cái bài đó của các bạn không được tính. Thế nên đừng cố gắng cheating và làm nhanh nhất có thể. Làm sai làm đúng cũng được, miễn là làm hết được rồi. Trời ơi, làm hết nó còn có điểm, còn đỡ hơn các ông làm thiếu nhá. Mà điểm các ông có cao thì cũng không được chấm đâu. Thế nên là cẩn thận và làm đầy đủ hết tất cả mọi bài. Đó là phần thi tiếng Anh. Và phần thi tiếng Anh này cũng sẽ kéo dài từ 3 đến 4 tiếng. Thế nên là mọi người cũng chuẩn bị một ít nước uống để mọi người uống cho đỡ khát. Tại vì lúc mà tôi thi thì tôi khá là khát nước luôn. Đó là vòng thi thứ 3. Còn vòng thi thứ 4. Hello mọi người. Thì đã xong vài phần thi thì mọi người cũng đã xem ở đầu video rồi. Thì sáng ngày mai sẽ là buổi bay sim screening của mình. Thì mình sẽ phải thức dậy vào lúc 7 giờ, 5 giờ rưỡi sáng. Rồi ăn sáng chuẩn bị rồi sẽ đi lên công ty là Vietjet, lên trụ sở của Vietjet là ở trên sân bay. Rồi sẽ có xe đưa tất cả bọn mình đi xuống dưới lại VGAA. Xong sau đó mình sẽ thi ở dưới đó. Và mình đang chuẩn bị đồ để ngày mai đi. Rất là hồi hộp luôn. Còn cái gì để nói thì thi xong tôi sẽ nói cho mấy ông. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi chuẩn bị vào cái cặp này. Rồi sáng ngày mai gặp lại mấy ông nhé. Không biết là các ông nào thắc mắc không? Đây là cuốn tập của tôi. Và đây là cái procedure, cái flow của Airbus A320. Đây là cuốn tập ghi chép của tôi nữa, và mang đi đại học. Còn đây là cuốn quick reference handbook của pilot bọn mình. Còn đây là checklist. Thì đây là tất cả. Rồi mình sẽ mang theo những cái gì? Thì mình sẽ phải mang theo một cái hộ chiếu và các chứng chỉ liên quan khác, và bằng máy bay, rồi bằng khám sức khỏe, các thứ. Thì tất cả sẽ phải nằm ở trong cái bag này và cái iPad này nữa. Thì cái iPad này đang sạc thì sáng mai mình sẽ bỏ vào sau. Còn ok, đó là tất cả những gì thôi. Đơn giản mà đi thi thôi mà. Không biết đậu rớt gì cả. Qua được cái buồng sim này đúng không? Tại vì ở đây là rất là cao, cái buồng sim rất là cao. Thế nên là mình sẽ đi xuống ở bên kia, bên cầu thang này nè. Nó đi xuống đây xong rồi cái thang này nó sẽ hạ xuống bắt ngang qua kia giống như cây cầu này đó. Xong rồi mình đi ra đó thôi. Hả? Rồi khi nào sim bắt đầu khởi động thì cái cầu này nó sẽ được gập lên như thế này. Đấy.
đó là vòng thi sim screening. Thì vòng thi này mọi học viên sẽ được bay 2 tiếng trong buồng lái giả lập ở trung tâm của Vietjet. Thì tụi tôi được lái 2 tiếng và người lái cùng học viên á, mỗi học viên sẽ có người lái cùng và đó sẽ là captain hoặc là first officer của hãng. Thì họ sẽ hỗ trợ mình, họ sẽ lái cùng mình và thầy ngồi sau sẽ là thầy chấm điểm. Hôm đó thì tôi sao nhỉ? Tôi nhớ hôm đó là ba thầy chấm tôi và tôi bay với thầy Robert là thầy trưởng bộ phận training. Thầy khá là nhiệt tình và thầy khá là vui vẻ. Tôi cũng có làm sai một đôi chỗ tại vì mọi người cũng biết là khá lâu rồi tôi mới bay lại. Thì lúng túng hay lóng ngóng là chuyện rất chi là bình thường. Thế nên là thầy cũng không khiển trách gì nhiều. Nhận xét của thầy là thế. Và cũng khá cũng không đến nỗi tệ. Đó là vòng thi thứ tư và vòng... Các ông ạ, đây là một trong những đoạn hiếm hoi trong cái buổi phỏng vấn này. Tôi có thể ghi hình cho các ông tại vì tí nữa khi mà buổi phỏng vấn bắt đầu thì tôi phải off camera. Thì bây giờ tôi đang chờ buổi phỏng vấn bằng cái Zoom này. Và rất là hồi hộp luôn các ông ạ. Rất là hồi hộp luôn. Đếm từng giây một, bây giờ còn 4 phút nữa nè. Tôi phải đếm từng giây một. Rất là sợ. Và sau đó tôi sẽ kể cho các ông nghe về cái experience, về cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của tôi. Thì cuối cùng là cái phòng thi đáng sợ nhất, tôi nói thật với các ông. Kinh hãi, kinh khủng, giật mình. Trời ơi, vòng thi đó nhá, tôi nói với các ông nhá, bốn thầy đều là phi công hết. Các thầy cứ ngồi hỏi bài thôi, mình cứ ngồi trả lời, trả lý các kiểu con đại điệu. Tôi có một câu hỏi mà tôi không trả lời được. Xong sau đó là thầy nói tôi là thôi cứ trả lời đi, cứ trả lời đại đi, biết gì trả lời đấy, nhớ gì trả lời đó. Xong rồi tôi mới nói thầy là tôi không thể trả lời được. Mà câu trả lời lúc đó của tôi là dạ thưa thầy, em không thể trả lời được nếu mà em không biết rõ về nó. Tại vì bây giờ em đang nắm trong tay tính mạng mấy trăm người, nên là em không thể trả lời mà theo cái lối mà đoán đại, đoán bừa mà không biết mà trả lời được. Thế mọi người ơi, bây giờ là 5:20 chiều ngày 9 tháng 8 mọi người ơi. Thì camera nó mờ quá vậy. Đỡ hơn mờ chứ mọi người. Tôi nhận được mail rồi mọi người ơi. Tôi nhận được mail thông báo rồi. Chị ơi, chị hãy chung vui với em đi chị hai ơi. Chị hai ơi. Bây giờ mình sẽ đưa cho bố mẹ mình coi. Bố ơi! Bố ơi! Thanh Thần! Anh để anh đọc bố mẹ nghe nhá. Dear Mr. Chen, anh Tú. Congratulations, we are pleased to inform you that you have been selected as one of the best candidates of Vietjet Air Cadet Life Training. Con đã đổ rồi. Yes, hello mọi người. Thì mọi người cũng đã coi xong cái clip của mình và cũng đã cùng tôi chạy qua một cái khoảng thời gian gọi là sao nhỉ, sợ hãi nhất mà cũng là nơi lúc cũng là cái thời gian mà thăng hoa nhất các ông ạ. Thì dù các ông cũng đã biết là tôi sẽ gia nhập vào đội đỏ đúng như các ông nào đã đoán trước đó. Và sao nhỉ, bây giờ tôi vẫn còn đang run. Nếu bây giờ tôi vẫn còn đang có cảm giác lưng không ạ? Thì thật ra đáng lẽ là tôi ngày hôm nay hoặc là ngày mai tôi sẽ phải nghĩ ra một cái lý do nào đó để lại xin nợ clip tiếp. Tại vì tôi chưa nhận được mail thông báo chính thức. Đấy, thế nên là cứ phải dời lại như thế. Đó là lý do mà cái vlog này nó bị dời đến tận bây giờ các ông ạ. Nó bị dời đến tận 2 tháng sau. Đấy, đúng 2 tháng rồi các ông. Từ tháng 6 đến tháng 8. Thì tôi đang nghĩ xem là có cái lý do gì nó hợp lý để hoãn tiếp không. Thì ôi, chiều ngày hôm nay đáng lẽ tôi nghĩ là sẽ không còn gửi mail nữa đâu các ông ạ. Nhưng mà không hiểu tại sao đến gần phút chót rồi, kiểu như đến các ông chơi cổ phiếu các ông biết, kiểu như là cuối phiên rồi tự nhiên bị kéo lại ấy. Thì tự nhiên cuối ngày rồi tự nhiên có một cái mail tinh lên, tôi cũng không nghĩ đó là việc chết đâu. Tôi còn đang lột áo ra, tôi còn đang định đi tắm đấy các ông. Xong rồi tôi nhận được mail, ôi, tôi mặc vội cái áo vào. Tôi quay lại khoảnh khắc ấy, ôi, nó sướng dã man luôn. Đúng tầm 5 mấy chiều đây thì tôi nhận được cái mail này.
Nói chung là rất vui. Và clip này thì tôi cũng muốn cảm ơn đến tất cả anh em của tôi, cảm ơn đến tất cả người thân yêu của tôi, người thân này, bạn bè, anh chị em, mọi người đã giúp đỡ tôi, đã hỗ trợ tôi rất là nhiều trong suốt thời gian mà tôi chuẩn bị phỏng vấn và đến cái lúc mà đi phỏng vấn nữa, và đi làm, đi thi cử đều là anh em, bạn bè tôi hỗ trợ tôi hết. Và cũng không quên là cảm ơn bố mẹ là hậu phương vững chắc nhất của tôi, và chắc chắn là không bao giờ quên được tất cả mọi người đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ tôi từ ngày đầu tiên tôi làm vlog đến ngày bây giờ. Yes, thì chắc chắn sau này sẽ có những cái vlog đi live như thế nào, nếu mà được phép nhé, nếu mà được phép tôi chắc chắn tôi sẽ đi học round như thế nào, học live như thế nào, này học chữ cháy, học các thứ như thế nào, và đi bay như thế nào, chở khách như thế nào. Và mọi người hãy đón xem cuộc hành trình tiếp tục nhé. Tại vì bây giờ mới là bắt đầu thôi, không ạ? Bây giờ là mới hành trình, là mới bắt đầu thôi, chứ không phải là hành trình kết thúc đâu. Nói chung là rất là vui, vui cực kỳ vui luôn, không ạ? Không biết cái cảm giác mà chờ mấy tháng trời, không biết mình đậu hay mình rớt, nhưng mà vẫn phải làm vlog và vẫn phải để vlog đó cho các ông để đậu một phát là bốn ngày. Còn tôi đang tính là nếu mà không đậu là tôi sẽ đi đâu đó luôn, không ạ? Đấy, thì sao nhỉ? Anyway. Không biết nói gì nữa. Nói chung là cảm ơn mọi người rất là nhiều trong suốt thời gian qua đã luôn ở đồng hành cùng tôi. Và tôi chắc chắn là sẽ không bao giờ để mọi người phải chờ vlog hay là nợ vlog mọi người nữa. Đây là lời hứa của tôi. Cảm ơn mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay và bổ ích thì hãy cho tôi một comment, một like và một subscribe nếu bạn nào chưa subscribe. Và hãy chia sẻ video này đến tất cả mọi người nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại. See you next. Bye bye.